Hello anh em, mình là Kiên. Trước khi thì anh em mới tới kênh mình thì subscribe, tức là đăng ký để có gì lần sau để nhận kênh mới, nhận video mới. Hôm nay có anh em của mình, học trò mình tới đây học thì sẽ hỏi là vấn đề ở chỗ nào mà khi mình đánh nốt đô, ví dụ như ở bên này mình đánh nốt đô mà mình lại đặt hợp âm pha, hoặc là ví dụ như nốt la mình lại đặt hợp âm đô, hợp âm pha. Ở đây thì đó, nguyên tắc cấu trúc của hợp âm là như thế này, em nhìn đây, tất cả anh em nhìn giùm mình nhé. Ví dụ như hợp âm ở đây chúng ta sẽ có là nốt đô đúng không, dưới này ta sẽ đặt hợp âm pha. Đây, ví dụ như cái bài để cho em khóc, để em được khóc thì đó cũng yêu anh đó ha. Đấy, đây ví dụ như là đây là mình sẽ đặt, đây là nốt pha nhưng mà mình lại đặt nốt rê đó. Đó, đây là nốt mi, nốt mi nhưng mà đây này nốt mi đúng không, mình dưới này lại đặt nốt đô đó. Thì cấu trúc như thế nào mà để em mới hỏi là cấu trúc như thế nào để mà anh đạt được như thế, thì nó rất là đơn giản. Thì là ví dụ như là trong một hợp âm đô trưởng á, là chúng ta có là đô mi son đúng không ạ, đô mi son này đúng không. Rồi đô mi son thì trên này chúng ta sẽ đặt được là ví dụ chúng ta đánh đô hoặc nốt mi hoặc nốt son, thì ở đây chúng ta sẵn sàng là có sự gọi là liên quan, được chưa. Ví dụ như là son này cũng được, có thể đặt son trưởng được hoặc là đặt đô được đó, được chưa. Hoặc là đặt mi thứ em này cũng có son trưởng, tức là âm thanh nào mà có liên quan á. Một hợp âm á, thì cấu trúc của hợp âm là chồng lên, chồng lên tức là chồng lên như thế nào, chúng ta sẽ chồng quãng ba. Ví dụ như là đô mi son thế này, rê mi fa son la, cái năm trước anh nói rồi. Anh em xem lại cái phần mà hợp âm dễ nhất á, thì là cái phần chồng âm đó. Thì ví dụ ở bên này chúng ta có nốt la, thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đặt, ưu tiên đầu tiên sẽ là hợp âm la đúng không. Nhưng mà cái bài phối đó nó không phải hợp âm la, bắt buộc chúng ta phải đặt pha đó. Thì tại sao vậy, pha tại sao mày đặt pha, thì pha là có gì trong này, có gì đây em phải trả lời được, phải có la đúng không. Đúng rồi, phải có la đúng không. Ví dụ nốt son thì anh đặt đô, thì nó có cái gì đây mà sao lại đặt đô, nó có son đúng không, phải nhanh đầu như vậy. Đây son si rê, còn đô mi son thì nó có son nè đúng không. Đó, ưu tiên hợp âm, hoặc là hợp âm mi cũng là mi son si. Về nhà này anh chỉ cho này, viết cái tờ giấy ra, anh em viết tờ giấy ra ở đây đó là đô trưởng đấy, thì chúng ta sẽ vẽ là C, E và G. G là gì? G là son. Rồi D, M, G, M. Hợp âm G, M là G, M nói cho nó đỡ tục. G, M đó là G. Thì đây, Đọc nhanh, F. Thì đây, A. Đó, ở trên này có liên quan này, được chưa. Đây gọi là bài này, gọi là nó với vấn đề là hợp âm liên quan với nhau. Bây giờ tôi sẽ đánh một bài ví dụ luôn. Ví dụ Alan đi bộ là chơi là rê thăng thứ. Bây giờ tôi đánh là rê thứ, thì Alan đi bộ sẽ đánh là rê rồi si đó, si ở trên này đúng không, rồi pha trưởng, rồi C, rồi đô trưởng. Rồi bây giờ tôi đánh cái này, anh em nghe thử nha, có đúng như là tôi nói hay là tôi nói phét nha, anh em nghe có đúng không nha. Đây là 90, tempo 90. Giờ mờ bắt đầu rồi, tôi sẽ đánh là giờ mờ, tức là rê thứ. 3 4 2 3 4 3 2 3 4, rồi đồ 2 3 4, rồi rê 2 3 4, rồi xí 2 và xí giáng trường nhá. Cái vòng này ở tiếng Anh nó gọi là loop, tức là cái vòng nó lặp đi lặp lại vậy đó. Ví dụ như cái bài We Don't Talk Anymore, rồi cái bài Girl You Like, hay là cái bài Alan đi bộ này, là nó cứ lặp đi lặp lại, nghe chưa. Đó, thì nó chỉ có vậy thôi, chứ là tăng 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 tăng. Đó, rồi ví dụ như bài We Don't Talk Anymore thì nó cũng lặp vậy, hoặc là bài Girl You Like thì nó cũng lặp vậy. Thì nhà Việt Nam thì tôi cũng không để lý lắm, nhưng mà nó kiểu như thế. Anh em đánh cái cách quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải hiểu được vấn đề là cách sắp hợp âm.
nói đến bài này là nói vấn đề sáng tạo âm nhạc trẻ, nó hoàn toàn khác với là nhạc vàng một tí xíu rồi đấy. Nhạc vàng là cứ đánh 1 4 5, tức là ví dụ như hợp âm la, hôm ra anh nói với em á, la thì là mình sẽ có là rê và bi bài, đô thì pha và son, cứ lặp đi lặp lại. Nhưng còn ở đây á, nó nhiều khi nó tréo ngoe lắm. Thí dụ bây giờ anh nói với, nói lại tiếp anh em nghe, chịu khó nghe, còn nếu mà anh em nào nhức đầu thì tắt video đi. Ở đây chúng ta nói vấn đề là cái bài mà đi một cái giọng này xong về cái giọng khác. Thí dụ như bài của Tuấn Hưng, bài Tìm Lại Bầu Trời ha, hoặc là bài Cầu Vồng Khuyết nha. Thế này, đây ta có bài Cầu Vồng Khuyết này. Đó, đây mấy thứ. Đấy, rõ ràng là đô trường đúng không? Nhưng mà khi vô hẳn cái là A, là AM liền. Đó. Nó tức là nó nhạc trẻ nó không phân định được là chúng ta phải đi hòa âm là giống như bolero sẽ là đó, rồi vậy là đấy, người đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sau nó cái chạy đi chạy hoài á, nó là vậy đó. Đó là nhạc vàng, nó rất là dễ như vậy. Hoặc nhạc trịnh nó cũng giống vậy luôn, nhạc trịnh nó cũng chạy kiểu đấy này. Bao nhiêu năm rồi còn mai đi thi. Đó, nó cứ lòng vòng đi vậy. Cho nên là vấn đề ở đây là chúng ta nhớ dùng mình cái là nếu như anh em mà khó khăn quá về vấn đề hợp âm á, giúp mình một điều là anh em lên cái Google, anh em kiếm cái hợp âm chuẩn của cái bài đó. Ví dụ như cái bài này của Mr. Đồng, của Ngọc Sơn, cái bài Đợi Em Trong Mơ đấy, chúng ta sẽ đánh là đầu tiên sẽ là rê thứ, sao em lăng lẽ ra đi cho tình tôi nhức nhối. Đó, chúng ta tập nghe như thế này á thì là nó quen rồi sau này chúng ta mới học giỏi được, chứ còn nếu không á thì không bao giờ chúng ta tiến bộ được. Đó, đầu tiên á là chúng ta phải làm giống theo một cái gì đó gọi là học vẹt á, nó chính xác là học vẹt, tức là vẹt theo nó, nhưng mà sau này chúng ta mới sáng tạo được nhá. Hợp âm còn hợp âm tăng, hợp âm giảm, đêm các kiểu nữa, ví dụ chúng ta đánh này. Đó, giờ này. Bây giờ coi như là mình chưa là người chưa biết gì đi, mình nhìn cái này mình ăn theo đi ha, ăn theo nó này. Sao em lặng lẽ ra đi đó, cho tình tôi nhức nhối. Đó, như vậy mình đánh bên này. Chữ nhối này rõ ràng là tứ, chữ này là chữ la mà sao lại đánh là pha trường. Đó, còn thắc mắc cái câu này nữa không? Nó có cái gì chung ạ? Có nốt chung, có hợp âm chung, được chưa? Hợp âm nó có nốt chung, có sự liên quan, không sao đâu. Ok, một ngày là một ngày đặt một câu hỏi. Câu hỏi ngày hôm nay rất là hay của bạn Phan Văn Tài Em. Đó, thank you bạn. Nói chung là anh em rất là nhiều người gặp khó khăn về vấn đề đặt hợp âm, và nhiều người hỏi mình là tại sao mà để mà control cái tay trái giống như anh được, trời ơi khó lắm. Anh em xin lỗi anh em luôn, bây giờ chúng ta đánh rồi chúng ta cứ chạy string theo dùm mình. Đó, ví dụ như ca sĩ họ hát đó, chúng ta cứ chạy string theo kiểu này này. Mà chạy nhỏ thôi. Đó. Bởi vì khi chúng ta buông cái tay phải ra là tay trái không đánh được nữa. Thank you anh em. Nếu như thấy hay thì subscribe nhá. Cảm ơn mọi người.